Và Sơn xin chào cả nhà ha. Hôm nay thì mẹ làm món canh chuối ăn với khô sạch ha, giống như ngày xưa. Mà ngày xưa thì mình có ăn với cá kho quẹt, mà bữa nay thì mình không có cá hủng hỉnh để kho quẹt, ăn với khô ha. Chia sẻ bà con mình vài hình ảnh món ăn ngày xưa. Bữa nay mình ăn cơm hay trễ ha. Bữa nay ăn canh chuối. Canh chuối gì mà? Cái món này lâu lắm rồi không ăn nè. Trên em có hay ăn canh chuối này không? Có, hồi đó hay ăn canh chuối lắm. Hồi xưa là ăn canh chuối canh bọt chứ có gì đâu ăn. Dạ. Tháng khô rồi đâu có rau cả. Tháng khô không có rau hả? Đâu có đi chợ như bây giờ. Dạ. Canh chuối đi ăn cơm lắm. Canh chuối này xưa là ngoài ăn với khô mình ăn với gì hợp ta, hình như là cá kho quẹt phải không ạ? Hôm nào mình làm cá kho quẹt ăn mới được. Cá kho quẹt là cá kèo nhỏ xíu á. Dạ. Yeah. Cá kho quẹt, cá hủng hỉnh, cá lạc lạc lên vậy đó. Dạ. Kho mặn á. Cái ơ đất có phải không? Mà con phái mẹ kho quẹt ăn ngon. Còn hồi trước con ăn cái món kho quẹt ở đâu con quên rồi, mà sao toàn là muối hộp không à, ăn mặn quá. Mà kho quẹt hình như mẹ kho đâu phải dùng muối đâu phải không mẹ? Nước mắm. Tại vì cái muối hộp nó chưa tan á, ăn nguyên cục muối nó trời ơi, tưởng đâu kho quẹt giống mẹ, ai vậy? Ăn không được, mặn quá. Con biết là có ông Tư mà xuyên đến nhà nè. Dạ. Thầy cố á, thấy người ta kho muối quẹt hay kêu không có quẹt cái gì nhà cũng như à, vậy dắt giống nữa ha. Từ đó một coi mà. Dạ. Cái gì lại là cố đó là làm cái gì cũng ngon trên, thấy người ta kho quẹt ngon quá cái về nhà cũng làm kho quẹt. Rồi mới lại xô. Cái này ăn không hết mà. Giờ chặt nó ra khúc đuôi thôi. Chặt cái con thôi, nhà dạ. Mẹ với xíu ăn khô sạch đây. Mẹ xíu thích ăn món hồi xưa hả? Chặt khúc đuôi đi mẹ. Bây giờ mình chặt lấy khúc đuôi để mình rã đông đó. Này lấy cái dao bự bự á, chặt nó ra. Con này chắc hơn ký thôi mà. Ký 1, ký 2. Dạ. Nếu như mà muốn chiên thì hồi chiều bỏ ra trước 1 tiếng rồi nó mới đã đông. Không sao, bây giờ mình chặt mình đã đông khúc thôi, nó khỏi ảnh hưởng đến phần còn lại. Tiếng chặt nổi không? Hay để anh chặt vậy? Để mẹ cho. Mẹ cầm dao quen rồi. Biết tay rồi luôn, thấy có kinh nghiệm rồi nha. Biết tay luôn, có kinh nghiệm. Cắt khúc đuôi đi cho dễ. Bữa nay thì mình về cũng trễ, là nhà ăn cơm trễ theo. Mẹ nói nhà có mấy người mà ăn trước ăn sau thì buồn. Lấy cái cắt cái bạch ra, kéo nè. Rồi. Chặt nổi không? Nổi chứ. Chiên đủ ăn thôi ha. Chứ để chiên nhiều bỏ tủ lạnh nữa là không ngon. Không, mình chiên liền nó ngon. Dạ. Chiên nguội hết ngon. Thôi dễ nè, dễ chặt mà. Không khó. Xin lại đây, xin lại đây. Dạ, chia chặt lại. Cái con bự nó mới ngon hả mẹ, thịt nó nhiều ha. Đợt trước bà con mình hỏi có bán đúng 1 ký không, bà con thông cảm nha. Tại con cá này nó hơn 1 ký mà em không có chặt ra kiểu này được. Hơn 1 ký tính tiền 2 ký dễ. Chứ lấy 1 ký thì khó. Dạ. Đó là ký 1, ký 2 lần. Dễ nhả mình xem. Dạ. Dạ. Bây giờ mình chặt nó ra làm vài miếng là nó rã ra. Mau lắm. Dạ. Cá sặc này mắc tiền không ạ?
Đây coi bữa mua 130.000 ký. Cắt cái đầu bỏ luôn đi. Cá sặc ở quê mình nó nhỏ xíu à, cá này ở đâu chắc ở Cà Mau ha. Chỗ mình cá nó nhỏ xíu cả hai ngón tay mà. Mình đâu có cá bự này. Còn cá này ở dưới nó bự lắm, nó cả bằng bàn tay luôn á. Bữa nay vô bếp coi mẹ nấu canh chuối. Dễ lắm. Rồi mình nêm chút xíu đường. Bỏ vô muỗng đường. Rồi tí muối thôi, tí muối dần lại. Như muối thì thôi đủ rồi đó, vậy là xong rồi đó. Chiên ít dầu vậy ha tiếng nhiều quá lắm. Tưởng tiết kiệm dầu vậy. Này đã đông nhanh thôi mà. Ừ. Đã đi nữa ra. Nó mềm liền. Dạ. Nó mỏng rồi xem. Dạ. Thịt không à, không có xương. Có xương mà xương. Cái xương giữa. À, chỉ có xương giữa thôi. À. Cá này nó ngon chỗ vậy đó. Có xương giữa. Cái này thịt nè. Cái này cá tươi khoảng nhiêu ký mà? Mắc lắm xem. 200 mấy một ký. Dữ vậy hả? Ừ. Thịt trong ống ha. Dạ, ngon quá. Đủ chảo không? Hết chảo rồi. Sắp đủ. Thêm cái lửa nè. Thêm miếng dầu nữa. Tôi không ăn cơm chưa mà hát sẽ ăn suốt vậy ta? Ăn rồi. Hèn chi chứ bình thường đói là la làng rồi. Hèn quá vừa đủ luôn rồi chứ. Vậy là bữa nay mẹ nói mẹ với em ăn cá sặc và chiên hai con. Còn cá dứa là anh ăn. Mẹ đấy ăn cá sặc với canh chuối nó mới hợp hơn. Còn cá dứa ăn không cũng ngon nữa. Ăn mình rai rai uống bia cũng ngon ha. Dạ. Yeah. Bây giờ mình không dám ăn mặn nhiều, mình ăn ít, mà hồi xưa xấu gì cũng mặn mà. Là tại mình muối mặn hay là tại ăn vậy để ăn dính ta? Hồi đó hả, hai ăn cũng mặn hết trơn. Dạ. Không phải ăn dính, cá tôm nhiều cũng nấu cũng kho cũng mặn. Dạ. Hồi đó cá tôm nhiều lắm chứ. À, mình ở miền Tây mà cá tôm thì mình mong. Dạ. Mà hay đấy, ăn mặn để ăn dính. À, con tưởng nó ăn dính thiệt. Chắc nói cho vui hả? Nó có mặn dính chứ. Dạ. Là nêm mặn. Cũng như tôm răm với ớt, trời ơi. Mặn thấy ngon à. Dạ. Chứ đâu có làm lạ. Bây giờ thử á. Dạ. Chứ con nghĩ là ngày xưa do người ta lao động nhiều á, và mình thấy ai cũng roi roi, không có mập như hồi xưa, nên là ít có bị triệu chứng cái áp. Giống như vận động á. Dạ. Còn giờ anh phải phân quá. Vận động ngày xưa ha. Dạ. Đó con thấy là người ta đập lúa. Dạ. Tươi hốt lúa là đập ầm ầm ầm. Trời ơi, đúng là tốn sức thiệt ha. À, sách bó lúa mà đập từ trên cao đập xuống mà đập cả ngày luôn. À, còn cái nhổ mạ nữa chứ mẹ. Nhổ mạ đập thẳng vô trong cái đùi. Đập vô đầu gối hả? Ông Nguyễn. Vô Nguyễn cho nó bay đất. Nguyễn bắp chuối đập vô luôn á. Mấy người ta rất đập đất nó chạy ra, còn mấy người nó đập đập xinh giòn. Cái kỹ thuật đập sao á. Mà đập xinh giòn luôn. Trên chỗ em đâu có đập mạ đâu, tại vì trên trển đất sỏi mà. Nhưng mà cũng có sình nữa đó. Còn ở đây là nhổ là lên một cục là sình đất không à. Nhưng mà ở đây có sình hơn, ít hơn ở đây. Ở đây nhổ mạ lúc nào mà thứ nhất không? Trước khi mà nhổ mạ cái trời không có mưa cái nó cạn đi, nước cạn đi. Cái tới chừng mà trời mưa xuống ẩn có nước á, mình chờ mà chờ mưa xuống mới có nước thì nhổ mạ cái.
nhổ y như nhổ lùng gà ấy. Tại vì cái là rễ á nó không ăn sâu nổi đúng không, nó nằm ở trên mưa thì khô rồi thì lát rồi rễ nó đâu bắt được, rễ nó không bắt được. Ở bên Long Hồ Tây bên ngoài á là nhổ mạ rồi đi bằng xuồng di chuyển ha. Còn bên bên mình đất đồng á là mình kéo gieo đây bỏ à, mình kéo thấy mồ luôn, kéo bằng tấm giấy mạ. Khô bên kia sao nổ lụp bọc dữ ta. Thường thì mình không có đậy nắp đặng nó giòn phải không ạ? Rồi canh chuối xong rồi, còn thì trước là dừa, trái dừa kho nữa mà. Rồi đúng hết, không có gì ăn hết. Dạ. Cái dừa thì dễ mua rồi để dành. Cái đó là dừa rám kho hay dừa khô kho mà? Dừa khô. Dừa khô mà nó chưa khô, dừa có mọng á. Kho mặn ngọt hả? Nếu mà ăn chay thì kho bằng nước tương. Dạ. Còn ăn mặn thì đổ nước mắm vô kho à. Giờ không có còn món đó nữa hả? Đâu rồi em? Không ăn. Còn ăn không? Không, không ăn đâu. Thì tương kho dừa. À, tương kho với tương. Tương hộp có kho dừa cũng vừa biết như vậy. Dạ. Còn kho thì nại ra dắt nước cốt kho. Thì kho với xả với nước dừa. Bằm ớt rồi kho. Rồi cái kho cho kẹo lại để vô hũ. Ra ngoài đồng ăn trời ngon gì đâu. Mẹ đi lên bà Tư mà cắt lúa phụ á, mẹ ăn mẹ nhớ hoài. Nhớ cái vụ bà Tư có tương đi ruộng cắt đó đói á. Dạ. Chưa quá chừng cái bụng rồi cái ăn cái gì cũng ngon, nhớ hoài luôn. Sắp chín thôi mà. Ê, trở này qua nữa chín rồi. Cái Hồng ăn cơm đó không? Cái Hồng cơm đó. Nãy con ăn rồi phải không? Bữa nay có học bài gì không? Con đang đi, con đang đi học có tiếng thì cho con biết con đang đi học có tiếng. Biết con hay không? Nói vậy. Nó đi im lặng không có tiếng mà sao ba mẹ biết? Vậy hả? Rồi chạy chút xíu nữa. Rồi, ăn chén cơm thôi. Cậu Phong đưa được con. Sao không nói cậu Phong vô ăn cơm con? Có một đuôi con cá dứa. Con nó chiên ngọc dậu hả? Dạ. Nó chiên dừa hủ nữa. Cái chiên dừa hủ. Hồi xưa chiên mà mỡ không ha? Mỡ, giờ sao mỡ? Giờ thử mỡ. Thử mỡ ăn dầu. Rồi, ngon rồi. À, cơm thôi. Phong ơi. Thơm á. Thơm luôn. Thơm, chịu không nổi nè. Chắc tại đâu bọn nhỉ? Cơm thôi, cảm nhận. Ngon rồi, giòn rụm ha. Bóc. Ở ngoài Đồng Nai ta ăn canh chuối không? Dạ có. Vậy tưởng con món này ngon có món chắc không? Ngoài Đồng Nai thì chuối nhiều mà. Còn má bỏ thêm dầu lá lốt nữa. Hả? Bỏ thêm lá lốt. Ngoài đó nấu canh chuối bỏ thêm lá lốt hả? Ngon vậy. Nó thơm thơm à. Lá lốt hả? Bỏ lá lốt á mà. Vậy hả? Ngon quá vậy. Đây, cơm em. Hình như nãy mẹ có lấy chuối, mẹ xào với gừng, sát gừng phải không? Làm kẹo chuối. Gừng xiến dắt lấy nước để làm lạp xưởng á. Cái bỏ cái sát. Cái mẹ lấy mẹ xào chung với chuối, ăn ngon. Nó bỏ uống để làm kẹo chuối. Phải đi mua trái dừa à? Trái dừa hả? Đó còn có mẹ dừa. Mình làm vậy cái mốt mình ăn Tết khỏi phải mua mất. Ngon lắm sao vậy? Cái này hồi mươi còn không? Mày xà bằng buổi sáng hả? Bán. Ừ.
Ủa có mắm cá sạch nữa nè. Mắm cà phê. Ngày mai ăn mắm cà phê với canh rau nha. Dạ. Ở tốn tiền không thích. Không, không về đây ngó than nữa sao trời. Cho ăn rau thôi rồi. Em dễ ăn. Mắm. Ngon không? Dạ. Món có tươi. Tưởng ngon quá. Dạ, ăn ít, ăn đồ tươi, ăn đồ khô, món vậy. Bữa nay không có cộng rau nữa. Ở ngoài đó thường ăn cơm với gì không? Còn rau, ăn cá, cá lóc á, ở ngoài đồng. Ừ. Hai đi họ hai bắt hả? Dạ. Hay đó, hay không? Được đó, đó ngon. Dạ. Ngoài đó rau nhiều á. Tơi, cải, bắp, đậu bắp. Ừ, nhà trong cà đậu bắp. Tháng này ở trong nhà không có, nó mua cái bắp nó bắt đầu qua hết rồi thôi. Còn tứ không có nổi. Anh hai đi bắt có ếch nữa. Hàng này nó sừng sơn nha, tại nãy cái này cho anh sơn ngon. Chưa biết. Chưa rắm ạ. Con khô, dạ. Ngon. Mắm cá có phi không? Khô này nó nhạt, ăn sao quá. Khô này mặn ăn sao hơn. Vậy mốt mình đi Hồ Hòa Tân mình vớt về mình mắm ăn không? Dạ. Này có một phòng mốt chỗ này vớt rồi. Mà sáng tinh á, bữa nào cho em đi Hồ Hòa Tân á. Phòng nên lấy mắm cái phi ngon. Cái nào mình lên Hồ Hòa Tân vớt á, thật vậy là mắm. Không có sức khỏe. Vớt ngon lắm cơ. Cái giọt nặng quá mình về bắt bệnh luôn. Quá trời, nhân còn riêng nè. Chỗ hôm nay ổng mua mấy cái giọt mà ổng quên đưa cho mình. Ừ, nó đòi hả đúng không? Kêu vô quán nó mua cho con một bịch bánh. Mua thêm cho anh An với lại bé Thương, chị Ba Thương. Vậy đó hả? Nó tụng luôn. Nó ăn mất không kêu cậu lớn quá nè. Dạ dạ. Thằng kia cái cô đó nói Trương Hùng bữa nay được ai chở vậy? Nói cái hỏi hoài không muốn nói. Xong cái kêu con vô đây nè. Cái cô đó, cái Trương Hùng mới nói là cậu con chở. Xong cái cô nói tưởng đâu bắt cóc chở. Cái con mới nói bắt cóc gì mà hiền dữ vậy. Quá là lâu không? Ngay chỗ cây trên này nè. Cây bàn hả? Dạ, chị Hiền. Chị Hiền, đúng rồi. Nó hiểu cây bàn nhớ. Cây kỳ vô số, quán vô số. Đấy, không bán nào quán cây bàn. Trời ơi, quán nào cũng có cây bàn hết. Đấy, đứng chỗ nào gặp biết chỗ quán vô số. Trời ơi, quán trời quán vô số rồi, không biết quán vô số là chỗ nào. Quán có cây bàn. Đây đẹp quá, chị Hiền là có cây bàn rồi. Hai lúa lên nữa. Ăn cơm nữa, ăn đấy cho. Vậy cho nửa chén thôi. À, hôm nay thì cho dân miền Đông về ăn khô quá, khô với canh chuối theo kiểu ngày xưa. Chia sẻ bà con về nhà ảnh cho vui. Cảm ơn cả nhà đã xem nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.